Hello các bạn yêu ơi, hôm nay ấy là rất là lạnh, bên ngoài nó rất là rét các bạn nhé. Thế các bạn thấy không, đầu đông thế là bắt đầu đến tháng chưa đến tháng 10 đâu các bạn nhé, 10 tháng 9 thôi mà đã rét như này rồi các bạn này. Thấy không, mình đã mặc cái áo rất là dày cộm và phải quàng 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 nhỏ tiếng thôi các con ơi. Đấy, và hôm nay thì gia đình nhà mình ấy sẽ đi vào rừng hay nấm các bạn ạ. Thì các bạn hãy theo chân mình và gia đình thì có bác trai đi nữa để hay nấm nhá. Đầu tiên thì xin phép ăn cái hộp trà là một phát các bạn này. Đây là cái hộp trà là mình rất là thích ăn, có cái loại quả nó rất là bự các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Quả nó rất là bự luôn các bạn ạ. Và ngày trước ấy thì mình ăn hộp nó đặc biệt hơn, hộp nó đừng ở trong hộp, nó không phải là hộp dây như này nữa mà nó là cái hộp rất là hộp kiểu bên trong nó phủ như kiểu hộp sô cô la đẹp lắm các bạn ạ. Thì xin mời các bạn hãy mời trà là với mình nhá. Ngon lắm các bạn, mình rất thích ăn trà là. Đi cho con ăn 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 cầm lại một hộp. Mình tưởng là hôm nay là mưa các bạn ạ, nhưng thực ra không mưa, nắng rất là đẹp. Và bây giờ trong rừng ấy thì nấm lên rất là nhiều đấy các bạn ạ. Mình sẽ có hai thật nhiều nấm mang về các bạn nhé. Cực kỳ đẹp luôn, một cái nấm rất là tuyệt vời. Yeah, super. Kinh đẹp. Rồi. Nhưng mà kinh đẹp chưa? Hành trình nhà mình đi tìm nấm. Và bây giờ ở trong a chăn đun này khô, khô đun này khô đun. Yeah, thấy không các bạn ơi đó. Các bạn ơi, sau khi nhà mình vô rừng ấy thì rất là lạnh các bạn ạ. Đây mình phải trùm 2-3 ao này. Trùm trên, trùm dưới 2-3 ao luôn đó các bạn ạ. Bây giờ nhà mấy anh em chị em nhà mình là đang tìm nấm các bạn nhá. Cùng tìm được một ít nấm rồi các bạn ạ. Đây, hai chị em mình lại kiếm được một mưa. Thế nhỉ. Wow, đi đang sột đi dù lưới này. Cái này đó thật là tươi luôn. Dựa lưới nữa, lại được cái này. Ôi, nhìn dỡ mát lưới. Dạ. Li. Li. Cái này gì nữa Li. Mà đây nhìn lọ. Nhìn mà đây nhìn lọ. Có phải kẹp hết không? Wow, là băng tẹt, là băng tẹt. Ô, ở bên đi đi quả con. Ừ, ở bên đi con. Em một con. Đi chú phải lăng, phải lăng được. Chú phải lăng như vậy. Đây là nấm thông đấy các bạn nhé. Đây này, nằm mọc vào dọc lốc cây thông nhé các bạn. Không như suối nữa. Này ít mấy thôi. Thiệt như suối vậy. Như mấy. Như ít mấy. Bố hãy liệu chung với sẻ bông. Mình đây nhìn là liệt. Anh đi ở đây kinh đai mấy hả? Hả? Anh đi ở đây kinh đai mấy hả? Kinh đai thì mình xỉa lọc. Xỉa lọc hả? Xỉa lọc mình nâu lọc. Ok, thế mình nâu. Mình hãy tính cho khó lọc hả? Chập thôi nè, đem cho chập vào đi hả? Ôi, mình học là xỉa đài nó, mình xuôi xuôi cho học. Nhưng mà đù lèo nó, xuôi lắm hả mấy? Chập vào lắm, xảy nè nè nè. Ô, ba. Lì ơi. À mà đi, dơ dơ này. À chung mà lì, ta sẽ in đi tu không? Mình hát cái phun đây. Các bạn ơi, cực kỳ nhiều, nó đẹp luôn. Nên đi, dù đi khát tí lắm. Lê, chú đi cái lắc. Anh yêu của nhà mình cũng nhìn thấy rồi các bạn này, thấy không? Wow, tuyệt vời. Một tay nữa. Mi hạt thì phun nhiều vậy Lê. Đó, anh là cầm cây bì nó xuồng rồi nè, bì nằm nó xuồng. Còn bây giờ mình đang còn đi, đi dần dần. Anh đi. Nó có kịp rồi, trên đây rồi. Thật sự luôn á các bạn, đây là nấm ăn được rồi các bạn. Đây là nấm thèm thèm nó ăn, còn nấm độc nó không bao giờ nó ăn các bạn nhé. Đó. Các bạn đây là đã ok khá á chăn. Ở đây này. Sao bắt máy? Wow! Hết. Đến rồi! Wow. Lớn xe. Wow.
Yeah, super. Oh, hiện đại à? Tiếc quá. À, cho nít kia đã. Cho mấy xía chè. Đi đây mấy khá khá. Anh đi mấy trời. Đi đây mấy? Tìm đây. Tìm đây mấy khá? Tìm đây. Nếu còn hay phở ốc. Ở pha ma lẻ. Ở pha ma. Hay là tí. Nhìn phè à. Để cho. Con này to nha. Giờ tí sẽ khăn S sẽ vô gì hết. Anh này là chung con. Ôi dạ, cho chung S. Điều này không phải có mặt em đẹp có là có tích vọt không vọt được năm độc mình đắng sao kia nữa nè dạ xìa lấy nhưng mới xìa từ đó các bạn ơi nó nhiều lắm nhưng mà gió nó dùng về nó dùng về nữa các bạn ạ nhô lên ạ không mốc wow, kiểu ôi này trắng tinh lên cái ní hẳn ướt rồi mẹ ướt rồi đây này này các bạn ơi anh ý là kha anh ý là ní ướt anh ý là kha a pha Mami hai bún lên nồi. Mami. Dạ, bố hát chú cái hố này. Chú phim. Phim đi khỏi. Chó. Chó tốt cho chú. Chó nó không. Chó nó không ở đây là mơ này. Chó nó không ở đây. Các bạn thấy một bao luôn các bạn. Đã không? Đó, mặc dù là không đẹp mà nhưng mà đồng vẫn đang ngon nha mình nhé. Má bướng anh đi nè. Chú đi chạy nè. Apa apa mà đuôi nồi tôi đi. Đây. Đang đang nghỉ ở đây quá. Ok, bây giờ bật lên nè, bút lấy đắc á. Ôi, lấy cho gầy cái khu hoàn hết rồi. Ôi, ni dơ dơ thằng Lan này. Ok, ôi, thằng Lan. Ôi, đây hả? Nhìn lại. Ok, chặt luôn xong. À mà. Đi theo bù đi hay nằm rồi nè các bạn ơi cực già luôn đấy bây giờ nhà mình phải lấy gốc nằm nè có kìm mình xìa leo à, thực ra mà nói cái bây giờ gia đình nhà mình đi vào mùa này là nhắm vô cái mùa mưa đấy các bạn thành ra là nó bầy hết rồi các bạn ạ và nó gì nhau nó già hết rồi cho nên là tìm được cây nấm này rất là hiếm đó các bạn ạ các bạn ơi mình sẽ chỉ cho các bạn đi hay nấm nhá cây nấm này là nấm độc nhá đấy màu vàng rất là bông rất là đẹp đấy các bạn ạ thấy không kiêu xa lắm sang trọng lắm này thấy không ông a ông anh luôn nhưng mà thực tế là nấm độc nhá các bạn cẩn thận nhá thấy cây nấm này là tranh nắng nhá đó wow các bạn ơi đây chồng mình anh đã hài được cái nấm rất là to bự và chà bà luôn các bạn này thấy không đó tuyệt vời đó
đẹp cực kỳ luôn. Đó. Này nấm này là ăn được các bạn, này nấm này nấm thông các bạn nhé. Nấm thông nữa các bạn, ok. Các bạn ơi, cực kỳ rét luôn đó này, sổ mùi nước luôn đó các bạn thấy không? Sổ mùi nước luôn á. Rồi bây giờ á, đến lượt nhá, mình sẽ cho các bạn xem cái nấm mà mình kiếm được nhất. Trời ơi. To hơn cả cái mặt mình thấy không? Đó. Và rất là nhiều nữa các bạn đã thấy không? Rồi đi về thì mình sẽ cho các bạn xem nhá, là mình nhà mình kiếm được nấm nhiều như nào nhá. Tiếp tục theo dõi video của gia đình nhà mình, đừng rời mắt đi đâu nhá. Hello nồi. Chào. À chan hello nè. Đây các bạn ơi. Đây, bây giờ thì mình về các bạn này. Về đến nhà rồi và bây giờ chị đang còn đem đang vào chậu này, bỏ ra chậu đây. Các bạn ơi, sau khi về đến nhà rồi các bạn này. Đó. Về đến nhà rồi. Mặc hai ba lớp cho các bạn. Ôi mù khò. Hả? A chan mù khò thùng mưa này đang nhé. Nó cũng sẽ vua khò. Một vua này luôn. Ta tích mấy dòng mấy hay là cũng bỏ hả? Chọc phai phở vua. À rồi. Tiền giật em à? Con đó ngay mấy con à? Dạ không, con điện điện đấy nhỉ. Không có tập chạy. Các bạn ơi, đây nhá. Các bạn ơi, con mình là đi xe về, còn con mình đi bộ về với ông nội á. Thế là xong làm gì nhỉ? Con mình bệ kể là kiện đi ngang cái nông trại ấy, đi ngang cái nông trại của bò các bạn. Thế dạ. Ok, đừng một kẹp này để đi ngang cái nông trại của bò các bạn ạ. Thế nào mà lại bỏ tay vào trong đi bằng sắt thép này thì thường thường bên này nông trại cừu hay bò hay là gì là người ta đều có cái đường biển nhẹ nhẹ đi ngang đó, trông trộm cái gì các bạn, với trông bò giật qua bờ rào xong con mình bỏ tay một cái giật cho luôn, giật cho luôn. Em khóc không? Con giật em khóc không? Không, em tự tay em mình. ten À lâu nay mình cứ tưởng cái nấm này là không ăn được, mình tưởng là đây là nấm đậu các bạn, nhưng không phải. Cái cây này thì mình có biết tên của tất cả các loại nấm các bạn nhé, mình có thể biết tên các loại nấm luôn các bạn nhé. Là vì đây mình không hề biết đây là nấm tên gì luôn các bạn ạ, mình không hề biết luôn là đây là tên nấm là gì luôn này. Các bạn thấy không, cái chậu này thấy không, đó bây giờ mình sẽ để ra như này nhá, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Thường thường ấy buồn chơm chơm mà ao kia ao phát tích ta nhím ông từ cục số tụt thế khôn phát tích nhưng mà chăm chỗ ra người lắm phải camera của mẹ đây, camera đó tranh đó đi đó. Chắc các bạn ơi, bình thường là mình không biết được tên những cái đấy nấm này rồi ấy, chứ đừng có bảo đấy, nhưng mà đây là lần thứ hai trong đời mình đi nhận nấm là vì này. Bác thấy khó vô này. Như hệt này hả? Hệt phương. Cái này là nấm mật ong các bạn nhé, đây là nấm tổ ong các bạn nhé. Các bạn nhìn nào, nấm y chang là bên dưới là những cái tổ ong các bạn ạ, đây là nấm tổ ong, nấm ngon. Như hệt nấm khón. Nấm khón là mình không biết tên luôn các bạn. Nấm rất là nhiều nhưng mình không biết tên luôn các bạn ạ. Con ơi, nhỏ nhỏ kia với cho mẹ mà. Cực kỳ nhiều luôn này, cả chậu các bạn thấy không? Đó, một cái chậu này rất là lớn bằng con người mình luôn. Và trong này thì cả mì luôn này. Mình đi vào cái mùa này nó mưa nó hỏng hết các bạn ạ. Chắc là sáng tháng mình sẽ đi làm lần nữa để cho nó lên thì mình đi làm. Bây giờ á các bạn, hai chị em nhà mình nhá, sẽ ngồi chọn nấm ra các bạn nhá, nấm nào ăn trước và nấm nào cất vào trong tủ lạnh nhé. Hoặc là thai đã phơi khô thì mình sẽ ấy, thì bây giờ mình sẽ ấy trước xong rồi như nào đó mình sẽ
như nào đó nhà mình sẽ nấu ăn các bạn nhé. Rồi các bạn đừng có rời mắt đi đâu nhé các bạn nhé. Mình muốn cho các bạn xem cái nồi súp nấm chị của mình nấu xem là con không các bạn nhé. Nếu mà thấy video gia đình nhà mình thú vị ấy thì hãy cho mình một like, một share, một sub các bạn nhé. Các bạn ơi, để mà biết được là những cái nấm này có độc hay không ấy các bạn, thì khi chị nấu nhá các bạn, chị sẽ bỏ vào một nắm gạo các bạn ạ, nắm gạo trắng các bạn nhá. Nếu cái nắm gạo trắng này các bạn này, cái nắm gạo mà chị múc chị ấy đấy này, chị bỏ vào đây này, có cơm các bạn nhìn thấy những cái hạt cơm đó không? Đó. Mặc dù nó ít so với cái nồi này thì nó rất là ít. Nhưng mà các bạn có nhìn thấy không? Đó, hạt cơm này này. Khi nào nó mà chuyển đổi mà từ màu trắng, vì cơm mình gạo mình bỏ vào là màu trắng đúng không? Nhưng mình chuyển đổi từ màu trắng sang màu đỏ thì cái nồi nấm này của nhà mình là phải đem đi đổ hết cả các bạn nhé. Là vì nếu mà nó có độc á thì nó sẽ chuyển hạt gạo sang màu đỏ đấy các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ chú ý xin nào cơm nở hết đấy. Cơm nở hết thì sẽ coi là nó chuyển sang màu đỏ hay là màu trắng như gạo mình nhé. Nếu mà gạo thì ok, vẫn ăn bình thường. Đó các bạn nhé. Các bạn thấy không? Cực kỳ là thơm luôn các bạn ạ. Đây là cách để người ta phân biệt được là nấm có độc hay không có độc của các bạn nhé. Đây còn một xô nữa mình chưa ấy được. Thì đây một xô này là mình đã rửa xong rồi các bạn này. Đó, mình đã rửa hết rồi đó các bạn này. Đó, rất là nhiều, nhìn thế thôi nhưng mà rất là nhiều. Còn cái này là rửa hơi bị mệt luôn đó các bạn ạ. Mỗi lần mà đi hay nằm ở trong rừng về là rửa cực nhọc luôn á. Nhảy đi. Các bạn ơi, đây là một con cá hồi 4 cân các bạn nhé, cực to và siêu to. Bây giờ không có đĩa để mà bò các bạn thấy không? Cả một cái khay này, cái khay để nướng mà nó như này thì các bạn cứ tưởng xem. Đó, con cá hồi này cực là lớn các bạn nhé. Đó, nó khoảng 4 cân các bạn ạ. Và bây giờ chị sẽ cắt ra, cắt đuôi ra và bỏ ra đĩa. Không có đĩa nào trừ nồi nó. Và đây là món canh nằm mà nhà mình đi làm thì các bạn ơi, đó thấy tuyệt vời không? Và đây là món canh cà tí các bạn nhé, đó cực kỳ các bạn ngon nha. Nằm tổng hợp các bạn. Các bạn ơi, bây giờ thì mời các bạn hãy mời cơm về gia đình nhà mình nhé các bạn nhé. Đó, bữa cơm của gia đình mình đã xong rồi các bạn ạ. Có cá hồi này, cá hồi các bạn nhé, và có canh nấm. Bây giờ mình cùng kết thúc video ngày hôm nay tại đây luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo các bạn nhé. Bye bye.